thì cái phòng mình nó không có khí H2S ha. Đây mình có thể bật cái đèn nền lên luôn nha mọi người, để mình quan sát trong cái điều kiện ánh sáng yếu, nhưng mình có lỡ chưa mình có chui vào cái hầm hoặc là mình cái nơi làm việc của mình á, nó không có đầy đủ ánh sáng á, mình sẽ bật cái đèn lên để mình dễ dàng quan sát hơn. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hàng Hóa Thái Thắng. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người thêm dòng sản phẩm máy đo khí độc. Và sản phẩm ngày hôm nay dùng để đo khí hydrogen sulfide nha mọi người, hay còn gọi là khí H2S ha. Đây, và mã sản phẩm là AS8803 nha mọi người. Và nó cũng đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức, thương hiệu Smart Sensor. Thì tất cả những cái sản phẩm đến từ cái hãng này thì nó đều có cái chất lượng rất là tốt nha mọi người. Nó được sử dụng những cái công nghệ rất là hiện đại nên nó sẽ cho mình một cái kết quả nhanh và chính xác. Đây em người, thì cái sản phẩm này nó cũng có thiết kế rất là nhỏ gọn, và đây là cái hộp đựng đó ha. Đây em người, đây đây thì có xuất xứ Germany nha mọi người. Đây thì cũng nói thêm về cái khí H2S nha mọi người, thì nó thường có trong cái khí núi lửa hoặc là sinh ra từ các chất protein bị thối rửa trong quá trình phân hủy của một số chất hữu cơ, hoặc là trong các hầm kính, đường ống nước rác hoặc là giếng sâu nha mọi người. Ngoài ra thì nó còn có chứa ở trên các khoang chứa cá ở trên tàu biển nha mọi người. Đây, ở trong cái khoang đó thì có nguồn H2S dồi dào luôn ha, nên nó rất là nguy hiểm. Đây. Và ở cái nồng độ là từ dưới 0.025 ppm nha mọi người, thì cái mùi nó không có rõ ràng ha. Và từ 3 cho đến 5 ppm thì cái khí nó sẽ có cái mùi rõ ràng giống mùi trứng thối. Nha mọi người. Và đặc biệt ở cái nồng độ 100 ppm thì cái khí nó có mùi nặng và nó có thể gây ra những cái nguy hiểm đến tính mạng, và chỉ trong 30 phút thôi mọi người. Và nồng độ trên 800 ppm thì nó sẽ gây ra mất ý thức cho người gặp nạn và có nguy cơ tử vong ngay lập tức. Đây, rất là nguy hiểm ha. Nó tác động mạnh đến cái cơ thể, mạnh và nhanh như tương đương như cái khí độc cyanua luôn nha mọi người. Đây. Cho nên thì mình còn phải trang bị những cái dòng khí này để sử dụng cho những cái công việc của mình ha, để lắp gắn ở những nơi làm việc của mình, trong hầm mỏ hoặc là ở những nơi công trình xây dựng nữa ha. Đây, hoặc là trang bị cho tàu cá. Đây mọi người, thì bây giờ mình sẽ mở cái sản phẩm Smart Sensor AS8803 này ra luôn. Đây. Về phụ kiện thì ở đây nó có rất là nhiều giấy tờ nha mọi người. Đây, ở đây thì có tờ COC của Smart Sensor ha. Đây người, được kiểm định rồi đầy đủ luôn. Đây, nhiệt độ hoạt động là từ 23 độ C cho đến 27 độ C nha mọi người. Và độ ẩm là 50% cho đến 75% RH ha. Đây, dưới đây nè, sẽ có những thông số cơ bản. Và ở đây thì còn có thêm một cái chứng chỉ là CNET nha mọi người. Đây, AS8803 ha. Đây mọi người, cái sản phẩm này được lắp ráp ở nhà máy Trung Quốc. Đây, ở đây thì mình sẽ có thêm một cái hướng dẫn sử dụng nha mọi người. Đây, AS8803. Đây, hướng dẫn rất là đầy đủ ha. Mình sẽ đi nhanh qua những loại giấy tờ nha mọi người. Và phụ kiện ở đây thì mình còn có thêm một cái dây sạc nha mọi người. Đây, để mình dẹp cái hộp. Đây, dây sạc đây ha. Và nó sử dụng cái cổng sạc là micro USB. Đây. Và cái đầu sạc là cổng USB nha mọi người. Thì ở đây thì hãng nó sẽ trang bị cho mình thêm một cái cốc sạc. Thì nếu như cái môi trường làm việc của mọi người á, nó không có cái mình có lỡ quên cái cốc sạc ở nhà chẳng hạn, thì mình có thể sử dụng cái cốc sạc điện thoại hoặc là sạc dự phòng của những cái thiết bị di động ha, hoặc là sạc laptop, sạc PC hoặc là sạc cổng USB trên xe hơi nha mọi người. Nó rất là đa năng và tiện lợi. Đây. Đây mọi người. Và đây là cái cổng sạc trên cái thân máy ha. Mình sẽ banh cái đít nó ra. Đây mọi người. Đây có một cái cổng. Đây. Và đây là cái sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay nha mọi người. Ở trên thân thì sẽ có logo thương hiệu Smart Sensor. Đây, và nó đo cái khí hydrogen sulfide ha, và mã là 8803. Ở dưới đây thì mình sẽ có thêm một cái màn hình để mình đọc
những cái thông số mà nó hiển thị ở trên ha. Đây, bởi đây thì sẽ có nút nguồn, những cái nút mà điều chỉnh cái điều chỉnh cái mức báo động ha của cái máy. Mình có thể thiết lập cái mức báo động nha mọi người. Nếu mà nó vượt quá thì nó sẽ báo lên. Thì nút Enter ha. Dưới đây thì còn có thêm một cái cổng gắn pin nha mọi người. Đây. Và ở mặt sau của sản phẩm thì ở đây thì hãng thiết kế cho mình thêm một cái mọi người, để mình móc ở cái nơi làm việc của mình. Đây. Mình móc mình treo lên ha. Hoặc là không thích treo, không thích móc á, thì mình có thể kẹp ở cái thắt lưng của mình để mình mang nó suốt ở bên người của mình luôn ha, để đảm bảo cái tình trạng sức khỏe tốt nhất cho mình. Hoặc là mình có thể kẹp ở cái nơi làm việc của mình. Đây. Cái kẹp ở những cái hoặc là gài ở những cái khung cái vách trong nhà máy xí nghiệp nha mọi người. Đây. Thiết kế rất là nhỏ gọn ha, trọng lượng rất là nhẹ. Thì nó sẽ phù hợp cho những cái mục đích cá nhân, những người mà thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại và nơi phát sinh nhiều khí H2S nha mọi người. Và cái chất liệu của nó thì cũng làm bằng nhựa ABS nha mọi người. Thì cái nhựa này nó có độ bền rất là cao, nó có thể chịu được va đập mạnh hoặc là những tác động từ thiên nhiên như là ăn mòn hoặc là oxy hóa gì đó mọi người. Đây. Pin 3,7V mình sẽ lắp vào đây ha, và nó cho cái thời gian liên tục và hoạt động liên tục là 9 tiếng nha mọi người. Đây. Và cái hệ thống đèn báo nha mọi người. Đèn báo, cái máy này thì nó sẽ hỗ trợ cho mình ba cái loại báo động ha. Thứ nhất là báo động bằng âm thanh, thứ hai là bằng đèn, thứ ba là chế độ rung. Đây. Tùy thuộc vào cái mục đích, cái công việc của mình, cái nơi làm việc của mình điều chỉnh cho nó phù hợp ha. Đây, màn hình LCD đây, kích thước rất là lớn, nó sẽ hiển thị cho mình một cái kết quả đo ở trên đây. Đây. Thang chia nhỏ nhất trên màn hình là 1 ppm nha mọi người. Đây. Và ở đây sẽ có thêm những cái thông số nha mọi người. Cái dải đo của nó là từ 0 cho đến 500 ppm nha mọi người. Dải đo rất là rộng và sai số nhỏ nhất là 1 ppm. Cái dải đo nhỏ nhất là 1 ppm ha. Thang chia nhỏ nhất nha mọi người. Đây, thì bây giờ mình sẽ mở máy lên nha mọi người. Mình sẽ nhấn vào cái nút nguồn này. Đây, khí H2S. Và mình sẽ chờ cho nó xác định cái không khí ở xung quanh cái phòng của mình. Đây ha. Đây mọi người, cũng rất là nhanh ha, nhanh hơn những dòng máy đo khí khác nha mọi người. Những cái máy đo khác thì mình phải chờ lên đến 1 phút. Ở đây thì chỉ có 20 giây thôi ha. Đây mọi người. Đây, thì cái phòng mình nó không có khí H2S ha. Đây mình có thể bật cái đèn nền lên nha mọi người, để mình quan sát trong cái điều kiện ánh sáng yếu, nhưng mình có lỡ chưa mình có chui vào cái hầm hoặc là mình cái nơi làm việc của mình á, nó không có đầy đủ ánh sáng á, thì mình sẽ bật cái đèn lên để mình dễ dàng quan sát hơn. Đây mọi người, ở bên đây thì mình sẽ có cái mức pin. Và đây là 0 ppm ha. Và mình sẽ thiết lập cái báo động nha mọi người bằng cách là mình sẽ đè một lúc hai cái phím này luôn nha, hai cái phím mũi tên này. Đây. Sau đó thì mình sẽ điều chỉnh cái mức mà nó sẽ báo lên. Đây mọi người. Đây. Đây. Đây ha. Rất là dễ dàng nha mọi người. Điều chỉnh xong thì mình nhấn Enter này ha, cái phím Enter này. Đây. Trọng lượng nó rất là nhẹ nha mọi người. Trọng lượng nó là 200 g. Đây. Chưa đến nửa ký luôn ha. Và cái kích thước của nó là 120 x 64 x 38 mm nha mọi người. Mình có thể mang theo bên người của mình, bỏ túi quần, túi áo hoặc là kẹp ở trên cái thắt lưng của mình ha mọi người. Nó không ảnh hưởng đến cái công việc của mình ha. Đây, tắt thì mình sẽ đè và nó sẽ kêu 3 tiếng tít 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 nha mọi người. Đây. Thì nếu như mọi người có nhu cầu trang bị cái dòng máy đo khí Hero Gen Sunfit này cho những cái công việc của mình á, thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp ở địa chỉ là số 12 ngõ 151 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, và khu vực miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Số điện thoại liên hệ là 0912 245 244 và 097 444 197. Trang web bên mình là điện tử thắng.com và cũng nhầm.net nha mọi người. Thì ở trên đây thì mình có rất là nhiều dòng sản phẩm đo khí độc như là khí Heron Sulfit này ha, hoặc là khí lưu huỳnh, khí CO, hoặc là đo nồng độ khí oxy trong không khí, hoặc là đo những cái dòng nói chung thì đo khí độc thì nó rất là nhiều cái sản phẩm nha mọi người.
Thì mọi người cứ cần cái sản phẩm gì thì mọi người cứ gọi trực tiếp đến hệ số hotline trên đây thì mình sẽ tư vấn và báo giá đầy đủ nhất cho mọi người đây. Và ngoài ra thì mình còn cung cấp thêm những dòng thiết bị khác như là máy dò vàng, dò kim loại, dò đá quý, những dòng đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ hoặc là chống cháy nổ, những dòng thiết bị quang học như là ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, kính thiên văn hoặc là kính hiển vi, những dòng thiết bị kỹ thuật số đồ công nghệ như là khung ảnh số, máy ghi âm, camera hành trình, micro không dây, có dây, micro hội nghị, những dòng camera dưới nước, camera nội soi công nghiệp và thiết bị đo lường các loại nha mọi người. Đây có rất là nhiều cái sản phẩm á. Đây, thì mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người, và mọi người nhấn like và đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video thì mình sẽ không có bỏ lỡ bất kỳ cái sản phẩm hàng hot nào bên mình. Và xin chào và hẹn lại mọi người ở video sau. Đây, Hydrogen Sulfate AS8803 Smart Sensor. Chào mọi người.